Dạ vâng ạ, thưa quý vị khán giả, sau một ngày nắng nóng thì đến tối nay, người dân ở miền Tây Nam Bộ sẽ được tận hưởng tiết trời dịu mát. Tại thành phố Cần Thơ, dự báo là nhiệt độ có thể giảm xuống nhanh, thấp nhất đêm nay sẽ là 25 độ C, trời tạnh ráo và có gió đông nam thổi mát. Nhiều nơi khác ở Nam Bộ cũng sẽ có thời tiết dịu mát trong đêm nay và sáng sớm mai khi mà nhiệt độ thấp nhất hạ xuống dưới 27 độ C, thậm chí là tại Tà Lài còn se se lạnh với mức nhiệt chỉ 22 độ C. Đến trưa và chiều mai, khi mà trời nắng mạnh liên tục, không khí sẽ lại nóng lên thấy rõ. Dự báo là nhiệt độ cao nhất tại Cần Thơ và phần lớn các nơi khác ở miền Tây Nam Bộ phổ biến với mức nhiệt là 33 đến 34 độ C. Chỉ ít điểm như là tại Cà Mau hay là Phú Quốc với mức nhiệt 32 độ C. Lên đến miền Đông Nam Bộ thì nắng cũng sẽ gay gắt hơn, nhiều nơi có nhiệt độ lên tới 35 đến 36 độ C. Quý vị chúng ta nên hạn chế ở lâu ngoài trời từ 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều để tránh bị say nắng. Tại đảo Phú Quốc ngày mai, dự báo nắng cũng sẽ lên từ sớm và kéo dài cho đến 4-5 giờ chiều, nhiệt độ cao nhất 32 độ C. Nhưng nhờ có gió biển thổi đều nên không khí vẫn khá là dễ chịu. Chuyển sang thời tiết trên biển, đêm nay và ngày mai, vùng biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, Kiên Giang, thời tiết tốt, mưa chỉ vài nơi, gió ở đây không quá cấp 5 và tầm nhìn xa trên 10 km.